Dù em như thế thì cũng không có tác dụng gì. Nếu biết mình chưa đúng thì phải sửa sai và chủ động bù đắp lại. Anh lấy cái quyền gì mà dạy em hả? Anh chỉ nói ra sự thật. Hiện giờ Ta Huy vẫn còn giận cô Mon. Chính em cũng phải chịu trách nhiệm. Chắc chắn cậu Quy đang ở đấy. Hay là mình đến đấy tìm? Khoan đã. Mọi người đi cùng nhau, tôi cũng đi. Như thế mọi người có thể thay nhau khuyên bảo Ta Huy. Bà, tôi nhớ ngày trước anh Quy đã từng làm món này cho tôi ăn. Nếu tôi nhớ không nhầm thì mùi vị món này giống hệt với món anh Quy đã làm. Thật thế hả? Tôi sẽ đi tìm cậu ấy ngay, cả tôi nữa.